Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà riêng nghệ sĩ Thanh Cương Huệ. Hiện tại gia đình đang chuẩn bị lo việc chuẩn bị đưa ra ngoài nghĩa trang để cho cô yên nghỉ nha mọi người. Công tác chuẩn bị sắp hoàn thành và sắp đến giờ đưa cô đi rồi. Giờ đem mấy này lên luôn anh ơi. Khỏi để lại, đem lên luôn anh. Có rồi. Đi hết luôn hả? Dạ. Tí xíu cái nhốt lại cái vô thấy nó sẽ hoành tráng đẹp hơn. Dạ. Chứ là nghệ sĩ thích nguyện mà chứ mình thấy nó trống vắng nó lẻ là nó hạn. Cái gì cái kia là cái thầy kia sáu vị lại đứng thấy nhìn thấy nó đẹp đẹp hơn. Thấy cái gì cái đoạn này em xót mà. Dạ. Nãy ai quay em nhắc cho nó xót. Dạ rồi. Hả? Mình anh kêu một tí đoạn ai quay đang tụng kinh bên trong cắt bỏ đoạn đó cho ảnh. Sao? Chị có xe đâu nè, thằng chờ em lái xe nha. Con xe hả? Có xe đó. Làm. Kêu anh chạy tay côn. Anh lấy quanh lái xe em chạy. Gửi ra mình diễn hả? Sĩ anh cũng vậy rất là nhiều cho mọi người. Xe đã đưa đi trước một hai chiếc vậy rồi, còn tại còn rất là nhiều đang di chuyển ra ngoài mộ sẵn cho cô.
Đẩy xuống cái đó, anh đẩy xuống rồi nữa, đẩy xuống rồi đẩy xuống rồi đây vậy có người lên trời. Tôi đậu ở ngoài đó đi. Ủa, đậu đây đi. Nó má. Hai má đứng chờ thẳng luôn. Có xe cả. Có xe đậu thẳng luôn hả? Để mang thêm mấy cây nữa. Ba cây được không? Cái này cây thứ tư không? Dạ, bằng xanh không? Dạ, 4 rưỡi.